tại Trung Quốc. Từ thời Tùy Đường trở đi, Phật giáo được chia thành 10 tông phái Đại Thừa và Tiểu Thừa. Chú giải, 10 tông phái là 1. Thành Thục Tông, Không Tông. 2. Câu Xá Tông, Hữu Tông. 3. Thiền Tông, Tâm Tông. 4. Luật Tông, Nam Sơn Tông. 5. Thiên Thai Tông, Pháp Hoa Tông. 6. Hiền Thủ Tông, Hoa Nghiêm Tông. 7. Từ Ân Tông, Pháp Tướng Tông, Duy Thức Tông. 8. Tam Luận Tông, Tánh Tông. 9. Mật Tông, Chân Ngôn Tông. Và 10. Tịnh Độ Tông, Liên Tông. Cách này đã 1.500 năm. Người đời sau thường mang tư tưởng môn định, cho pháp môn của mình tu là đúng, những pháp khác đều trật. Nhưng Phật nói, quy nguyên vô nhị, phương tiện đa môn. Xin đừng khen mình chê người. Lúc Phật tại thế, có người đến thưa hỏi, nhất định Phật sẽ chỉ một phương pháp chính xác, khiến cho người ấy được thành tựu viên mãn. Hiện thời, Phật đã khuất bóng, chỉ có thể nương theo kinh Phật để tu học. Kinh điển giống như bác sĩ tùy theo từng bệnh nhân mà kê toa. Nếu toa thuốc không hợp căn bệnh, e rằng sẽ phát sinh hậu quả nghiêm trọng. Ngẫu Ích Đại Sư cho biết, sở dĩ Đức Phật giới thiệu A Di Đà Kinh là do Đức Phật thấy cơ duyên của chúng sanh đã chín mùi, không ai hỏi mà tự nói. Chẳng phải nhằm chuyên nói với một loại người nào đó, mà nhằm nói với hết thảy chúng sanh thuở ấy và mai sau. Từ xưa đến nay, người tu Tịnh Độ đạt được thành tựu đông nhất. Tịnh Độ là thẳng chóng nhất, viên đốn nhất, có thể vượt cấp, không cần phải trải qua tìm tu. Tu dần dần theo thứ tự, có thể đốn siêu, nhanh chóng vượt lên. Từ lớp 1 của tiểu học vượt thẳng lên lớp tiến sĩ, vượt qua 51 địa vị Bồ Tát, nhưng phương pháp lại cực đơn giản, khiến người ta chẳng dám tin tưởng, rất chẳng thể nghĩ bàn. Chú giải, chú thích của cư sĩ Lưu Thừa Phù. Pháp sư nói, pháp môn niệm Phật có thể vượt cấp, nghĩa là có thể vượt thoát, chẳng cần phải tiệm tu. Ngài nói chẳng sai chút nào. Trong Vô Lượng Thọ Kinh đã chép rõ 10 niệm thành tựu, nhưng những đồng tu sơ cơ chớ nên hiểu lầm. Học Phật không có chuyện mánh lới, nghĩa là đốn siêu cũng do tiệm tu mà có. Huệ Năng Lục Tổ Đại Sư là người bán củi, không biết chữ. Vừa nghe, hãy nên chẳng trụ vào đâu để sanh tâm, liền đại ngộ, lại còn nói mấy câu khai ngộ. Ngũ Tổ bèn truyền y bác. Lục Tổ đã tu bao nhiêu kiếp ai biết được. Thiện Tài đồng tử tham học 53 vị thiện tri thức, chứng nhập pháp giới. Nhưng phải hiểu rõ, khi Thiện Tài sanh ra, các thứ trân bảo tự nhiên trồi lên. Vì thế, thầy bói đề nghị đặt tên cho đứa trẻ là Thiện Tài. Ai biết Thiện Tài đã tu bao nhiêu kiếp? Một kẻ hạ ngu vừa nghe pháp môn niệm Phật liền sanh lòng tin, hành theo. Người ấy chẳng phải là đã gieo thiện căn nơi 1, 2, 3, 4, 5 Đức Phật, mà là đã gieo thiện căn nơi vô lượng trăm ngàn vạn Đức Phật. Người ấy là kẻ có lai lịch. Chúng ta cũng đừng coi rẻ chính mình. Chúng ta cũng tu bao nhiêu kiếp, nên hiện tại mới chịu đến nghe kinh, tiếp nhận pháp môn niệm Phật. Đời này đã gặp được cơ hội hy hữu khó gặp gỡ này, ngàn vạn phần chớ để luống qua. Luân hồi trong lục đạo là do chính mình tạo, do mê hoặc mà tạo nghiệp. Tạo nghiệp ắt phải hứng chịu quả báo. Quả báo thiện hay ác chẳng sai sót một mảy. Nếu muốn vượt thoát lục đạo thì đừng tạo nghiệp nữa. Chẳng tạo nghiệp rất khó, chẳng mê hoặc càng khó hơn. Thế nào là nghiệp? Nghiệp là cái quả của sức tạo tác. Sự có thiện và ác, nên nghiệp cũng có thiện và ác. Nghiệp chia thành ba loại: thân, miệng, ý. Thân thể tạo tác, miệng thốt ra lời lẽ, tâm khởi lên ý niệm. Những tạo tác từ nơi thân và miệng là do ý điều khiển. Muốn vượt thoát luân hồi thì phải đoạn hoặc trước. Nghiệp nhân trong tam giới lục đạo chính là kiến hoặc và tư hoặc. Chú giải, chú thích của cư sĩ Lưu Thừa Phù. Kiến hoặc và tư hoặc là tên gọi chung của các phiền não trong tam giới.
chúng được liệt kê thành biểu đồ như sau. Tư hoặc, tức tác dụng tâm lý theo phương diện cuộc sống, gồm tham, sân, si, mạn, nghi, thuộc về phiền não chướng, tức ác kiến câu sanh khởi do mê nơi mặc sự. Kiến hoặc, tác dụng tâm lý theo phương diện tri thức, gồm thân kiến, ngã kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, thuộc sở tri chướng, tức ác kiến phân biệt khởi do mê nơi mặt lý. Trên đây, kiến hoặc và tư hoặc, mỗi loại gồm 5 thứ. Các đồng tu sơ cơ đọc đến những danh từ này sẽ hiểu ngay được ý nghĩa. Chỉ có 2 thứ cuối cần phải giảng rõ. 1. Kiến thủ kiến chính là kiến giải chủ quan. Thủ có nghĩa là chấp trước, chấp chặt quan niệm chủ quan của chính mình là chính xác. Như ngoại đạo coi sanh lên cõi trời là sẽ sống nơi đó vĩnh viễn, để gọi là phi quả kế quả, tức chẳng phải là quả mà chấp là quả. 2. Giới cấm thủ kiến, giới là tánh giới như giết, trộm, dâm, dối, cấm là ngăn cấm như uống rượu, ăn thịt. Giữ gìn giới cấm là thiện pháp, nhưng sẽ mắc lỗi nếu chấp vào một thành kiến thiên lệch, tức là dùng quan niệm sai lầm để giữ giới cấm, nhọc nhằn nhưng chẳng ích gì. Như ngoại đạo đắc thiên nhãn thông, thấy trâu được sanh lên trời, liền cho rằng học theo nếp sống của trâu sẽ có thể sanh lên trời. Do vậy, họ bắt chước trâu ăn cỏ, chỉ khiến cho chính mình chịu khổ sở mà chẳng đạt được kết quả. Đấy gọi là phi nhân kế nhân, tức là chẳng phải là nhân mà chấp đó là nhân. Hoàn toàn đoạn được chúng thì mới có thể thoát khỏi tam giới. Chẳng thể làm được điều này ngay trong một đời. Nếu muốn hưởng phước báo trong cõi người, cõi trời thì sẽ dễ hơn. Các vị thánh hiền thế gian và những nhà tôn giáo đều có thể giúp con người thực hiện được điều đó. Chứ việc thoát luân hồi thì người thế gian không có cách nào thực hiện được. Vì thế, Đức Phật mới xuất hiện trong cõi đời nhằm tạo duyên cho chúng sanh gặp gỡ hồng đắc độ. Pháp môn niệm Phật là đới nghiệp giảng sanh. Đới nghiệp thì có hy vọng thành tựu, chứ không đới nghiệp sẽ khó khăn đấy. Những pháp môn khác chưa hề có thuyết đới nghiệp. Trước đây đã có người nói thuyết đới nghiệp giảng sanh trong Tịnh Tông, chẳng tìm được căn cứ nào trong kinh điển. Năm 1984, cư sĩ Trầm Gia Trinh thỉnh tôi đến Nữ Ước giảng kinh. Lúc đội máy bay ở Los Angeles, lão cư sĩ Châu Tuyên Đức ra phi trường đón tôi. Vừa gặp mặt, cô liền nói: "Thưa Pháp Sư, không xong rồi. Có người nói trong pháp môn niệm Phật, nếu đới nghiệp sẽ chẳng thể giảng sanh. Tôi niệm Phật mấy chục năm, chẳng phải là uổng phí hay sao?" Thái độ của cụ hết sức nghiêm trọng. Tôi bảo: "Đới nghiệp chẳng thể giảng sanh thì không cần phải sanh về đó nữa. Nếu đới nghiệp chẳng thể giảng sanh thì Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ trơ trọi một mình A Di Đà Phật. Chúng ta đến đó để làm gì? Văn Thù, Phổ Hiền, Đại Thế Chí, Quán Âm, các vị đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, đều là đới nghiệp. Nếu chẳng đới nghiệp thì tại sao còn chia thành 3 bậc chính phẩm giảng sanh vậy?" Cụ Châu nghe lời ấy rồi mới yên lòng. Ba kinh Tịnh Độ được cổ đức gọi là giảng sanh kinh. Sau này các vị tổ sư lại đem phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm và chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông của kinh Lăng Nghiêm ghép vào sau ba kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ Phật, thành ra bộ Tịnh Độ Ngũ Kinh. Trong Tịnh Độ Ngũ Kinh nói tới pháp môn niệm Phật thì chia thành 4 loại: 1. Thật tướng niệm Phật, 2. Quán tưởng niệm Phật, 3. Quán tường niệm Phật, 4. Trì danh niệm Phật. Đức Phật hết sức coi trọng trì danh niệm Phật. Trong Đại Bổn Vô Lượng Thọ Kinh và Tiểu Bổn A Di Đà Kinh, Đức Phật đều dạy chúng ta chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật. Không riêng mình Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là như thế, mà hết thảy chư Phật đều đồng thanh tán thán. Niệm Phật rốt cuộc có chỗ nào hay?
những người chẳng khế ngập sâu xa cảnh giới này sẽ thật khó thể nói ra. Trong trước tác của cổ đức, như các vị Thiện Đạo, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích, quả thật đã giảng rõ điều này tường tận, thấu triệt. Đáng tiếc là chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, đọc những sách ấy xong vẫn cứ y như cũ, chẳng thể sanh tâm thanh tịnh. Vẫn cần phải được thiền tri thức chỉ dạy, giải thích, rồi chính mình phải nỗ lực tu hành thì mới đạt được lợi ích. Nếu không, chẳng qua là gieo được một tí thiện căn trong tám thức điện mà thôi. Trong bốn thứ pháp môn niệm Phật, chuyên trì danh hiệu đơn giản dễ hành nhất. Chuyên là chuyên nhất, chuyên tâm. Trì là giữ gìn, chẳng để nó mất đi. Danh hiệu chính là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối, từ đầu năm đến cuối năm, chớ nên lìa khỏi câu Phật hiệu này. Phương pháp là niệm sáu chữ hay bốn chữ, niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, không cách nào chẳng được. Không niệm ra tiếng mà niệm thầm thì cũng được luôn. Cố sao không gián đoạn, không xen tạp, không hoài nghi. Thời gian bao lâu mới thấy được hiệu quả? Tôi thưa cùng quý vị, từ 3 tháng đến 6 tháng sẽ thấy công hiệu, có thể tiêu trừ được một phần nghiệp chướng, cảm thấy đầu óc sáng suốt, thông minh hơn trước, phiền não, ưu lự, vọng tưởng, vướng mắc đều bớt, tâm địa thanh tịnh. Hiểu lý luận hay không chẳng quan trọng, chỉ cần theo đúng pháp tu hành, chắc chắn sẽ thấy hiệu quả. Cần phải có lòng tin vào giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Phật nói câu nào cũng đều chân thật. Chỉ cần chân thành, tin tưởng khẩn thiết, thật sự phát nguyện, sẽ lập tức được bổn nguyện. Quay thần của A-di-đà Phật ngấm ngầm gia trì. Dùng nguyên tắc ấy niệm Phật, thì khi công phu thành thục, nhất định sẽ có cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Phước báo lớn nhất của con người trong thế gian chẳng phải là giàu có, trường thọ, mà phước báo chân chánh chính là khi lâm chung, chẳng sanh bệnh, đầu óc tỉnh táo, biết sẽ đi về đâu. Đấy là phước khí thật sự. Trong những năm qua, tại Đài Loan, người ngồi bất hay đứng qua đời khoảng 20-30 người, còn lâm chung hiện tướng lành thì khoảng 500 người trở xuống. Tại Nam Dương, Tân Gia Ba, Mã Lai cũng có 5-6 vị. Cam Lão Thái Thái có một người thân thích di dân sang Mỹ, tuổi đã cao, sống chung với con cái, ở nhà chăm sóc trẻ nhỏ và cơm nước. Có một hôm, sáng sớm cụ công thức dậy nấu bữa sáng. Người nhà vào phòng cụ xem, thì cụ ngồi xếp bằng trên giường, giảng sanh rồi. Kỳ lạ nhất là cụ đã may sẵn đồ tang cho cả nhà lớn bé, sắp đặt hậu sự nghiêm chỉnh, đủ thấy cụ biết trước lúc mất. Chính mắt Cam Lão Thái Thái thấy chuyện này. Đời người trong cõi thế là một giấc mộng xuân, thời thời khắc khắc đều là trong mộng. Người thật sự giác ngộ mới chịu buông xuống. Thế gian không có một pháp nào để được cả. Nếu thân có thể đạt được thì lẽ ra chẳng có suy, lão, bệnh, tử. Con người gặp gỡ nhau do duyên. Có duyên tụ hội chớ mừng, khi duyên tan diệt chớ buồn bã. Đấy là hiện tượng bình thường. Thiền Tông tiếp dẫn người thường thượng căn, chứ trung căn và hạ căn chẳng có Phật. Ngay cả với người có căn tánh đại thừa, Thiền Tông vẫn còn cao lắm. Đối tượng của các tông phái khác thuộc giáo hạ như Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Pháp Tướng, Tam Luật là kẻ căn tánh bậc thượng hay bậc trung. Đại khái, người thượng căn lợi trí tu học thì mới có thành tựu. Trung căn sẽ khác hẳn, còn hạ căn thì chẳng có Phật. Chỉ có pháp môn này, ba căn thượng trung hạ, ông già bà cả không biết chữ cũng đều có thể tu được, cũng đều có thể chứng được. Trong giảng sanh truyện có chép ông Dương Đã Thiết ở Hành Châu là thợ rèn, một nhà bốn miệng ăn, cuộc sống rất khổ. Có một vị xuất gia đi qua cửa nhà ông ta. Dương Đã Thiết liền mời sư vào nhà tiếp dẫn cúng dường và tư hỏi phương pháp lìa khổ được vui. Pháp sư dạy ông ta niệm Phật, ông ta y giáo phụng hành, cứ rèn sắt một búa liền niệm Phật một tiếng. Suốt 3 năm như thế, một hôm ông ta đọc kệ: đinh đinh đang đang, cửu luyện thành can, thái bình tương cận, ngã giảng tây phương. Bèn bèn bang bang, luyện mãi thành gan,
Thái Bình sắp tới, ta về Tây Phương. Nói xong, đập xuống một búa, đứng sững qua đời. Năm Dân Quốc 57, 1968, tại làng Tướng Quân ở Đài Nam, có một bà cụ đứng sững qua đời. Năm ngoái, khi tôi giảng kinh ở Cao Hùng, có nhắc tới chuyện này, có mấy vị cùng nói, họ thật sự biết chuyện này. Chuyện giảng sanh của lão cư sĩ Lý Tế Hoa thuộc Đài Bắc Liên Hữu Niệm Phật Đoàn càng chẳng thể nghĩ bàn. Cụ giảng khai thị tại Niệm Phật Đoàn, giảng trong một tiếng rưỡi, buốt lòng trát miệng, khuyên mọi người niệm Phật. Giảng xong, cụ nói, tôi sắp trở về nhà. Cụ bước xuống bục giảng, ngồi trên ghế mây nơi phòng khách giảng sanh. Hai tháng trước đó, cụ đã có dự cảm, hễ lúc nào rảnh rỗi, bèn đến thăm bạn bè, tựa hồ có ý giả biệt. Có một lần, cụ cùng vợ ngồi xe ba bánh đi dự pháp hội. Cụ bảo vợ, nếu tôi giảng sanh, bà có cảm thấy trống vắng hay không? Bà vợ bảo, nếu ông giảng sanh là chuyện quá tốt đẹp, tôi chẳng cảm thấy trống vắng đâu. Điều này chứng tỏ cụ biết trước lúc mất. Niệm Phật chia thành lý niệm và sự niệm. Lý niệm là đạo lý, phương pháp, cảnh giới đều hiểu rõ ràng, đương nhiên sẽ chuyên tâm niệm. Sự niệm là chưa hiểu rõ lý luận, nhưng chuyên tâm niệm Phật. Sự niệm mà niệm đến mức tâm địa thanh tịnh, trí huệ tự khai thì cũng có thể đạt đến lý niệm. Từ xưa đến nay, Hoằng Dương Phật Pháp thì kinh điển phổ biến nhất chính là Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Do vậy, kinh này được chú giải với số lượng rất nhiều. Trong số ấy, có giá trị nhất chính là bộ kinh Di-đà Kinh Sớ Sao của Liên Trì Đại Sư. Ngài Ngẫu Ích tôn xưng Ngài Liên Trì là Dân Thế Hòa Thượng. Trong thời Ngài Ngẫu Ích, Ngài Liên Trì đã viên tịch, nhưng trước tác của Ngài vẫn còn đó. Ngài Ngẫu Ích coi Ngài Liên Trì như thầy, học tập theo giáo huấn của Ngài Liên Trì, tức là như ta thường gọi là tư thục đệ tử. Chú giải, tư thục đệ tử, thờ một vị đã khuất làm thầy, kế thừa chí hướng và học thuyết của vị ấy thì gọi là tư thục đệ tử. Giống như Bành Tử bên Nho Gia là tư thục đệ tử của Khổng Tử. Ngài Liên Trì là tổ sư đời thứ 8 của Tịnh Độ Tông. Ngài Ngẫu Ích là tổ sư đời thứ 9. Ngài Liên Trì viết bộ Sớ Sao để chú giải kinh Di Đà. Trước hết, viết lời sớ, sớ nhằm giải thích kinh. Sau đó, cảm thấy lời sớ quá sâu, sợ người đời sau đọc không hiểu. Do vậy, Ngài lại viết lời sao, sao nhằm giải thích sớ. Tại Đài Loan, bộ Sớ Sao này được lưu hành rất rộng. Hiện thời, chúng tôi in chung Sớ Sao và bộ Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa do Pháp Sư Cổ Đức biên soạn thành một bản Diễn Nghĩa nhằm chú giải Sớ Sao. Pháp Sư Cổ Đức vừa là đồ đệ vừa là thị giả của Ngài Liên Trì. Trước tác của Ngài Liên Trì được lưu truyền trong đời sau là nhờ công sức của Pháp Sư Cổ Đức. Ở Đài Bắc, tôi đã từng giảng bộ Diễn Nghĩa một lần, thâu âm thành 335 cuốn băng cassette. Tác phẩm này nội dung phong phú, được Ngài Ngẫu Ích xưng tụng là Bát Đại Tinh Thâm, rộng lớn, tinh vi, sâu xa, thật xứng đáng. Ngài U Khê là Pháp Sư truyền đăng ở chùa Cao Vân tại U Khê, núi Thiên Thai. Ngài Ngẫu Ích dùng tên đất để gọi vị này nhằm biểu lộ lòng tôn kính. Vị này cũng là huynh đệ của sư phụ Ngài Ngẫu Ích, nên Ngài Ngẫu Ích gọi Ngài U Khê là sư bá. Chú giải, do hâm mộ Ngài Hám Sơn, Ngài Ngẫu Ích xin xuất gia với Pháp Sư Tuyết Lãnh, đệ tử của Ngài Hám Sơn, vào năm Thiên Khải thứ 2, 1622 đời Minh. Ngoài tôn hiệu tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông, Ngài Ngẫu Ích còn được tôn xưng là một vị đại thành tựu cuối cùng của Tông Thiên Thai. Ngài U Khê cùng thế hệ với Ngài Tuyết Lãnh. Các vị Hám Sơn, U Khê và Ngẫu Ích được tôn là những bậc long tượng trùng hương Tông Thiên Thai. Ngài U Khê tuổi già, chuyên tu tịnh độ, mỗi lần giảng kinh Di Đà đều cảm nhạc trời gian rền không trung, đại chúng đều nghe tiếng. Ngài soạn bộ Viên Trung Sao để chú giải kinh A Di Đà, dùng tam quán chân giả trung của Tông Thiên Thai để phô bày ý nghĩa, giữ lấy ý nghĩa trung đạo viên dung. Sao nhằm giải thích lời sớ,
Lời sớ do Pháp Sư Đại Hữu viết dưới thời Nguyên có tên là A-di-đà Kinh Lược Giải. Chú giải: Đại Hữu 1334-1407 là cao tăng Tông Thiên Thai đời Minh, quê ở Ngô huyện Cô Tô, Giang Tây, tự lạc Khải Tông, hiệu Cừ Am. Sư xuất gia năm 12 tuổi, thông thạo nội ngoại điển, học kinh Hoa Nghiêm với ngài Cổ Đình, rồi học Maha Chỉ Quán với ngài Cửu Cao Thanh. Một hôm do đọc bộ Thiên Thai Tứ Giáo Nghi tập chú của ngài Mông Nhuận có chỗ ngộ, dần dần quán thông giáo nghĩa Thiên Thai. Do vậy, sư tôn ngài Mông Nhuận làm viễn tổ, thề tôn xưng giáo nghĩa Thiên Thai. Tuổi già, sư chuyên tu niệm Phật Tam Muội, được nhà Minh phong chức Tăng Lục Ti Hữu Thiện Thế vào năm Hồng Vũ 26, 1393, giữ nhiệm vụ khảo thí tăng đồ. Năm Vĩnh Lạc thứ ba, 1405, sư vân chiếu vào kinh Giảo Duyệt Kinh Phật. Sư để lại những tác phẩm Tịnh Độ Chỉ Quy, A Di Đà Kinh Lược Giảng, Kinh Kim Cang Lược Giảng, vân vân. Do ngài sống vào cuối đời Nguyên, tịch đầu đời Minh, nên bộ A Di Đà Kinh Lược Giải được biên soạn vào đời Nguyên. Bộ Viên Trung sau này không được lưu hành rộng rãi. Ngài Ngẫu Ích bảo bộ sách ấy Cao Thâm, Hồng Bát, Văn Phú, Nghĩa Phồn hoặc Bất Tiền Sơ Cơ. Cao, sâu, bên mông, bát ngát, văn nhiều, nghĩa lắm, có lẽ chẳng thuận tiện cho hàng sơ cơ. Nhằm lợi lạc hàng sơ cơ, ngài Ngẫu Ích viết bộ yếu giải này, có kiến giải độc đáo. Vì thế, nội dung cũng chẳng cần phải giống với hai vị Liên Trì Đại Sư và U Khê Đại Sư. Hai câu chắc kháng thành phong, hoành kháng thành lãnh là mượn ý từ bài thơ do Tô Đông Pha sáng tác khi du ngoạn Lô Sơn, tỉnh Giang Tây. Bài thơ ấy như sau: Hoành kháng thành lãnh chắc thành phong, diễn cận cao đê các bất động, bất thức Lô Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tài thử sơn trung. Tạm dịch: Nhìn dọc thành đỉnh, ngang thành rằng, cao thấp gần xa vốn khác nhau, chẳng biết Lô Sơn chân diện mục, cốt sao thân ở tại non này. Mượn hai câu thơ này với ngụ ý ngài đã từng thấy chân diện mục, diện mạo thật sự của Lô Sơn, đã từng đích thân chứng được cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ. Theo phương cách giảng kinh trong Tông Thiên Thai, trước khi giảng kinh sẽ giảng quyền nghĩa. Quyền nghĩa chính là trong một thời gian rất ngắn có thể giới thiệu một cách tổng hợp những ý nghĩa chánh yếu trong một bộ kinh, khiến cho thính chúng trước hết có được một khái niệm, rồi sau đó tiếp tục nghe kinh văn sẽ dễ thấu hiểu. Trong Thiên Thai dùng 5 đoạn để giảng rõ cương yếu của kinh, gọi là ngũ trùng quyền nghĩa. 1. Giải thích tựa đề bản kinh, thích danh. 2. Biện thể, biện định thể, tức là chỉ rõ chỗ căn cứ để lý luận của kinh này, vì nếu chẳng hiểu rõ ý nghĩa sẽ khó thể tạo dựng tính tâm. 3. Minh tông, tức là nói rõ tông chỉ, cương lãnh và phương pháp tu học trong kinh này. 4. Luận dụng, luận định về dụng, tức kinh có tác dụng ở chỗ nào. Tông là tu thân, còn dụng là kết quả. 5. Phán giáo, tổ sư đại đức chỉnh lý phân loại kinh Phật dựa theo thứ tự sâu hay cạn, kết hợp căn cơ các loại để phán định một bộ kinh thuộc về giáo pháp nào.